Chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website bán hàng bằng PHP. Thì buổi học trước chúng ta đã tạo ra cái trang chủ lấy sản phẩm theo loại ở đây. Hay là khi các bạn kích vào một cái loại sản phẩm thì ở đây là lấy sản phẩm theo loại. Thì ở phía bên này, thầy sẽ tạo ra hai cái module, để gọi sản phẩm lên. Thì ở đây đầu tiên là thầy sẽ lấy module sản phẩm theo loại, và thứ hai thầy sẽ lấy module sản phẩm theo thương hiệu ha, module. Thì như vậy giờ ở đây thì thầy sẽ gọi hai cái module vào. Đây, thầy sẽ tạo ra hai cái module. Module viết tắt thì MOD ha. MOD lead category chấm PHP, và cái module thứ hai thầy sẽ tạo đó là MOD lead blank chấm PHP. Đấy, như vậy ở chỗ này thầy sẽ ở trong cái thằng trang sản phẩm theo loài này, thầy đang để trống rồi này, đó, đây, thầy sẽ gọi hai cái module nó vào, thì gọi module như các bạn chú ý đây là cái lệnh gọi ha, view from end và mod lead category. Và thứ hai, thầy sẽ dễ copy này xuống thêm lần nữa, thầy gọi đây hai lần mà, đó. Module thứ hai đây, đó là lead brand thương hiệu ha. Đó. Thì khi các bạn chạy lên, thì chúng ta có được, thầy sẽ tắt bớt những cái tab này đi. Rồi ok, thì khi các bạn chạy lên ở đây, ta có hai cái mục gọi ra ở đây. Thì ở đây thầy sẽ lấy cái giao diện của nó ha. Giao diện đây các bạn vào trong cái trang bút chat. Các bạn vào trong trang bút chat này. Đây các bạn tìm đến cho thầy cái thằng lead group ha. Đây dạng này. Đó. Ở đây các bạn copy cái dạng này. Đây thầy copy. Đây và đây các bạn ném vào đây. Ở đây các bạn sửa lại cho thầy chữ danh mục. Danh mục sản phẩm ha. Đã, sản phẩm theo danh mục. Thì khi thiết kế ở đây chú ý các bạn phải thêm cho thầy cái thẻ A vào đây nè. Và đây ta khi kích vào thì ta sẽ chạy vào danh mục sản phẩm option bằng product này. Và đây các bạn két bằng thấy cái này thầy để trống đó một tí nữa thầy sẽ gõ nội dung vào ha. Thì các bạn chạy lên này, đây các bạn thấy có cái danh mục ở đây. Và ở đây thầy sẽ tìm cái màu sắc, nó tìm cái màu cho nó trùng màu với thằng này. Menu của thầy ở đây thầy sử dụng cái background menu ha. Đấy, background menu đây. Đấy. Như vậy nếu như vậy thì đấy các bạn chỉ cần là đổi cái thằng thằng này này, các bạn đổi cái chữ background menu này là xong. Đó. Cho anh chạy lên. Được chưa? Đấy, như vậy là được. Cùng với menu ha. Cùng màu menu, ok. Còn ở trong này thì khi các bạn làm ấy, chú ý thì đây các bạn có thể đặt nó ra một cái row, một cái div này, div class lead category. Đấy, các bạn có thể đặt cái mod đi, để mod module lead category để các bạn định set s cho nó nhé, đây nha. Đây là các bạn có thể ghi chữ acti này. Đấy. Thì khi các bạn định thì các bạn mở cái set s riêng của mình ra ha, set s chú ý làm thì các bạn đúng set s đây, thấy con mở này, layout size đây, layout size background không đúng rồi, cái này cho cái đó ha. Như vậy đây các bạn có thể định ra cái thằng gì list category này. Và đây các bạn trong cái thẻ uli có cái acti
ULLI có cái FT này. UL UL LI nó có cái FT đó. Chú ý như vậy thì các bạn định set S cho nó là background color đó. Còn chọn cái màu màu cái này thì các bạn chạy nó cũng ra ha. Đây. À, cái này chưa ra thì chú ý khi các bạn chạy. Cái này ti nó không ra rồi. Ti nó không ra tại vì cái set S của chúng ta set S nam giới là nó bị ra chứ. À, thế này này. Ok. À, ra rồi. Ok. Như vậy đó là cái thứ set S các bạn bị chỉnh sửa lại cái này cho thầy chú này. Và ở đây các bạn bị sửa lại cho thầy cái màu. Như vậy đây các bạn để ý cái thằng này này. À, mới có cái thẻ A. Thẻ A nhé. Thì các bạn định cho nó cái màu color. Màu này luôn ha. Và đây các bạn test nhé. Nè, bỏ underline đi. Như vậy các bạn chạy này. Đó, cái màu này. Ok. Như vậy ở đây ta đã định định cái thằng này xong rồi thì chú ý ta sẽ copy cái này tiếp sang bên này. À, cái này. Này này. Ok ha. Sang bên này. Thì tất nhiên cái này là danh mục là brand đúng không? Brand thì ở đây các bạn list brand. Được chưa? List brand ha. Như vậy khi các bạn định set S thì các bạn không định một cái nha, các bạn định hai cái ha. Đấy. Copy cái này luôn. Đó. Và các bạn định cái này tương tự như vậy. Thẻ gì thẻ A A đó các bạn định luôn. Ok, như vậy khi các bạn làm như vậy á thì khi các bạn chạy ra đây thì nó xuất hiện hai cái mục danh mục này. Và cái thằng 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 này thầy sẽ cho margin margin button 3. Tương tự như vậy thằng này thầy cũng margin button 3 luôn để cho nó hở ra đó. Rồi, như vậy ở đây thầy có được hai cái module này, hai module này. Được chưa? Và dưới này là danh mục thương hiệu ha. Thương hiệu. Thương hiệu. Ok. Rồi, như vậy ở đây ta thầy sẽ truy vấn dữ liệu thì ở đây để ý nè. Các bạn để ý một vấn đề đó là dữ liệu của cái nào thì ta phải xác định rõ luôn. Đây, thầy sẽ mở cơ sở liệu ra. Còn ha. Thầy tắt cái này đi để cho nó gọn. Thì đây là lấy category, thầy lấy cái này. Và ở đây á, do nó có nhiều cấp, do vậy nó cũng nhiều mẫu tin. Nhiều mẫu tin, như vậy ta lấy hết tất cả mẫu tin thì cái thằng list ở chỗ này rất là dài. Như vậy ở đây ta, thầy chỉ lấy cấp 1 ở cấp 0 thôi. Parent ID bằng 0. Như vậy ở đây thầy sẽ mở cái module list category ra. À, lên trên này. Được chưa? À, đầu tiên là các bạn user cái app model và đây là category này. À, và đây các bạn sẽ là list get mod đi. Đấy, phải đặt như vậy để lỡ mấy nó trùng trùng tên biến nó đúng ở đâu nó ảnh hưởng như vậy. Như vậy ha. Rồi ở đây thầy sẽ là category where. Đây where thì chú ý where cái gì và ở đây thì ta sẽ lấy order by theo cái grid gì sort order đấy. Và đây thầy sẽ lấy ra danh sách. Quan trọng nhất của câu lệnh truy vấn đó là điều kiện, thì ở đây các bạn nhớ là điều kiện đây thầy sẽ tạo ra một cái args nhé bằng array. Ta mới chú ý ở đây thầy cũng đặt là mod list bit get đi ha, đặt như vậy cho ngắn bằng array thì ở đây sẽ tạo ra mạng hai chiều. Vậy ở đây điều kiện thứ nhất là gì, điều kiện thứ nhất là gì, là trạng thái. Chú ý khi các bạn làm thì trạng thái phải là bằng bằng một ha. Và thứ hai ở đây khi này thầy nói là parent id bằng không. Parent ID bằng 0. ID. Đó. Chú ý secret ID bằng 0. Đó. Được chưa? Như vậy là đây là hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất như vậy. Điều kiện thứ hai ha. Điều kiện thứ nhất này. Đây các bạn trả lên này. Điều kiện thứ nhất. Parent ID và cuối cùng đó là gì?
Ok, thằng này sao tới đây. Ok, như vậy khi khi mà các bạn được rồi thì các bạn đưa cái tham số này vào, tham số này vào để đây, bỏ vào đây ha. Và nếu như mà cây này thành công thì ta chạy ra đó, và ở đây thì ta lặp là lặp cái này, lặp cái này đó. Như vậy ta xóa cái này đi, lặp cái này thì ở đây các bạn để ý ta sẽ thực hiện chạy cùng lặp for for s ha. À, đây này chú ý cái tên của chúng ta ở đây đó, AS ha. MOD ra ra disket ok ha. Đó, và xuống chỗ này BHB n n for s ha. Chẳng phải à, khi các bạn chạy lại mà ở trên này cái bài của chúng ta nó ra rất nhiều mẫu tin ha. Ok này, được từng này mẫu tin. Như vậy nếu như các bạn mà muốn làm có thể cấp 2 thì chú ý các bạn cái này các bạn bị thiết kế cái giao diện cho nó đẹp, chứ còn để mà lấy cả cấp 2 nữa thì nó rất là rắc rối ha. Như vậy ở đây thầy chỉ lấy cấp 1 thôi, thầy lấy cấp 1 ở cấp 0 thôi, parent ID bằng 0 thôi ha. Đó, thầy ý đồ thôi, nhớ là ý đồ thầy thôi ha. À, như vậy ở chỗ này thầy sẽ in ra bằng in ra chỗ này thầy lấy ra name ha, lấy ra name. Còn ở chỗ này thì thầy đưa cái salute vô chỗ này, salute vào đây, salute nha. Đó, như vậy thầy chạy lại. Đó, ấn này, ấn này. Đó, thời trang nữ này. Đó, thời trang nữ này. Đó, này. Thời trang trẻ em. Đó, đó phụ kiện. Đó, thầy chỉ lấy những cái chủ đề chính như vậy thôi. Còn ở phía bên này thì là thương hiệu, thì thương hiệu thì các bạn để ý ta sẽ có thể các bạn copy luôn cả cái nùi này luôn sang nhé. À, các bạn để nó list thương hiệu đây, để đây ha. Các bạn sửa lại cho thầy chữ thương hiệu này. Đó, thương hiệu thôi, thương hiệu, thương hiệu ok. À, và ở đây các bạn phải sửa lại cho thầy là hàm cái đối tượng này là brand ha, thì các bạn sửa lại brand list get là list brand được chưa. Đó, list brand thì ở chỗ này là brand ha, thì ở chỗ này các bạn đổi là list gì, list brand, brand. Đó, model list brand. Như vậy xuống đây các bạn chạy vòng lặp cái thằng brand này. Đó, and. Và ở chỗ này các bạn là row gì, list get thì là list brand. À, copy nha, copy xuống. À, các bạn để ý cho nó đúng nha, không một tí nó chạy nó sai. À, đây là brand thì cái này là thầy sẽ tạo ra một cái mạng điều kiện như vậy, parent ID. Như vậy giờ ta coi cái thằng brand nó có parent ID không, brand có parent ID không. À, brand như vậy ha, coi lại các thứ. À, salute có, shop có. À, chú ý không có parent ID. Như vậy bài này là một điều kiện, mà một điều kiện thì chỉ là để ghi thế này thôi. Như vậy ghi thế này các bạn bỏ thế này cho nó gọn. Ok, đó, một điều kiện. Đấy, một điều kiện ha. À, một điều kiện sort order rồi list rồi chạy vòng lặp mỗi lần lấy ground chạy. Ok, như vậy thì các bạn chạy này, chạy này ha, chạy rồi ok, chạy Việt Nam ha, Quảng Châu Việt Nam. Nhưng ở chỗ này thì các bạn bị thiết lập sao này cho nó hợp lý này, thì như vậy ở chỗ này các bạn phải sửa cái này là đổi lại chữ brand, brand. Đó, brand được chưa. Đấy, các bạn chạy cái này lại, chú ý phải để ý cái đó. Như vậy chạy lại này, brand, brand. Như vậy ở đây nó là gì, brand category. Đấy, như vậy giờ ta sẽ cái này thì làm rồi, những cái này làm rồi, cái link này làm rồi. Còn brand này thì chưa làm. Như vậy giờ các bạn muốn làm tiếp thì các bạn mở cái này thôi ha, mở cái này. Như vậy các bạn chỉ cần mở cái này brand thì các bạn mở product ra, tạo cái này cho thầy đó. Rồi như vậy cái này thì nó to to như thằng 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 này không, nó to to như cái thằng product, xin lỗi, product này không. À, thì các bạn để ý nó có to to hay không thì thầy nói luôn là cái thằng này ấy, nó không to to đâu ha, nó cũng khác khác chút. Thì ở đây ta sẽ tạm thời á, thì ta sẽ lấy ra này, đầu tiên, đầu tiên thì thầy sẽ giải thích luôn đây. Thì đầu tiên thầy sẽ lấy cái chữ brand này, thời trang nam đấy, cái chữ này này, cái chữ này này đấy. Brand chữ thời trang nam có nghĩa là dữ liệu của thầy á, khi mà thầy sửa cho hết rồi
Ví dụ khi mà làm các bạn làm cho khớp thì thế này này. Cây này không phải, ví dụ rank này, rank đây. Đây, ví dụ đây là Việt Nam, đây thì là các bạn đổi chữ Việt gì? Việt Nam. Salute là như vậy nè. Hàn Quốc thì các bạn đổi Hàn Quốc này. Hàn Quốc này. À, Thái Lan thì các bạn đổi lại Thái Lan này. Thái Lan. Ok. Quảng Châu các bạn đổi lại Quảng Châu này. Quảng Châu. À, ở chỗ này Quảng Châu 2 các bạn ghi Quảng gì? Quảng Châu 2. Như vậy nó dữ liệu nó mới khớp mà ha. Như cái chứ còn các bạn làm mà cứ gò lung tung thì nó không khớp. Ví dụ như này, Việt Nam như vậy. Giờ ở đây thầy lấy ra chữ Việt Nam cái này. Như vậy ở đây thầy đặt tên là slot ha. Đặt tên chữ này là slot bằng gì? Request để lấy ra cái chữ Việt Nam đó. À, get ở đây. Như vậy ở đây thầy print gì? À, e cho đi. Để cho salute các bạn coi nha. Rồi, ha. Như vậy ta có được cái biến gì? À, ta có được cái chữ Việt Nam ở đây. Đó. Như bây giờ thầy muốn lấy ra cái chi tiết của mẫu tin này. Như vậy chi tiết mẫu tin này thì nó nằm ở bên thương hiệu. Như vậy user brand. À, brand. User app model brand. À, như vậy khi có brand rồi thì thầy sẽ lấy sản phẩm ra ha. À, rao brand đấy, bằng brand where. Chú ý bài này có hai điều kiện nhé, hai điều kiện. Như vậy hai điều kiện này, một là các bạn ghi thẳng ở đây cũng được, hai điều kiện đó. À, điều kiện thứ nhất đó là gì? Trạng thái của brand đó phải bằng một. Đó, bằng một. Thứ hai á, salute phải bằng biến salute tên này. À, đây cái biến này. À, mục đích cái biến này đưa vào đây. Như vậy ở đây ta sẽ lấy ra một mẫu tin first. Đây. Rồi như vậy các bạn chạy lên này. Chạy lên. Ở chạy lên đây, chạy lên ta sẽ lấy ra được một mẫu tin nha. Chú ý là một mẫu tin. Như vậy khi ở đây thì thầy sẽ lấy ra được brand, brand ID là gì? Brand ID. Đấy, brand ID là gì? Brand ID ở đây thầy lấy thông qua brand này thầy sẽ lấy ra cái thằng ID thôi. Đó, như vậy. Rồi. Ê cho cái này làm gì? Đó. Sẽ đặt ra câu hỏi tại sao phải lấy brand ID làm gì? Thì giờ thầy sẽ giải thích tại sao lấy brand ID này. Như vậy khi các bạn lấy được brand này số 1, brand ID này là 1. Ví dụ thầy kích vào đây Quảng Châu nó là 4 này. Như vậy giờ đây thầy sẽ lấy những mẫu tin trong sản phẩm. Những mẫu tin trong sản phẩm mà có brand là số 2 đây này. À, số 2 nha. Số 1 cũng có, như vậy là số 2 là Hàn Quốc. Như vậy ở đây thầy sẽ lấy những cái mẫu tin có brand ID bằng bằng 2. Như vậy ở đây ta sẽ đụng đến bảng sản phẩm. Sản phẩm là product. Như vậy ở đây thầy sẽ lấy sản phẩm ra. Sản phẩm này. Như vậy ở đây thầy đặt là lead product ha. Lead product bằng product chấm where. Where. Ở đây có hai điều kiện, hai điều kiện thì tương tự như thằng trên này, thầy copy xuống cho nó nhanh nhé. Copy ha, chỗ này cho nó nhanh. À, hai điều kiện, điều kiện thứ nhất là gì? À, và đây chú ý ta phải order by này, order by, order by cái ngày tạo mới nhất thì đưa lên đầu. Như vậy là create gì? Add. Và ở đây thầy lấy DESC ha. Như vậy các bạn có thể enter xuống cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, enter xuống cho nó dễ nhìn. Ok. Như vậy ở đây điều kiện là gì? Trạng thái bằng 1. Ok rồi. Thứ hai là brand ID. Brand ID này bằng, chú ý cái này là trong cơ sở liệu nha, trong cơ sở liệu tên là brand ID bằng bằng cái brand ID mà thầy lấy ở ngoài ở đây ra đây này. Đó. Như vậy cái này là tất cả những cái sản phẩm, và tất nhiên khi mà lấy nhiều quá thì ta cũng phải tư duy phân trang. Như vậy các bạn chạy sang bên này, các bạn coi phân trang này, đây phân trang như này là xử lý phân trang. Như vậy thầy copy cái nút phân trang này sang nha, copy cái nút phân trang, các bạn có thể ghi chú ở đây kết thúc phân trang. Như vậy ở đây các bạn ném sang này, đó phân trang. À, xử lý phân trang thì ở đây thầy sẽ phân trang. Như vậy phân trang ở đây thì chú ý khi phân trang các bạn lên trên này các bạn gọi cái lớp phân trang hoặc nha. Đó, phân trang.
À, cái lớp này thầy cho các bạn một cái lớp là tiếng tiếng Anh, do vậy thầy muốn các bạn sử dụng tiếng Việt để các bạn không copy nguyên vẹn vào ha, nhưng có nhiều bạn làm nó không được đấy, được chưa? Thầy chỉ ý đồ như vậy thôi. Và đây thầy phân trang thì limit này, limit đây rồi 12, rồi base và offset ha. Offset rồi total, total đây là từ product nhé, product. Nhưng ở đây thì tổng của thằng này thì ở đây các bạn dựa vào cái thằng này này, truy vấn dựa thằng này. Đây, copy cái que này thì chúng cho thầy. Đó, sửa lại cái này, que. Đó, và đây các bạn tạo cái cao thôi, chú ý cái này. Đó, xóa này nha. Đó là phần phần trả. Như vậy, sau khi mà xử lý xong rồi thì ta sẽ thực hiện hiển thị thôi. Hiển thị tạm thời thầy sẽ một cái đoạn code đây. Một cái đoạn code đây nha, một đoạn code của thằng này. Copy xuống. Rồi, một đoạn code này cho nhanh. Như vậy, đây thầy sẽ ném chỗ này. À, chú ý ở đây phải kết thúc cái PHP mình ném cái này vào được à. Như vậy đấy, thầy cũng gọi header và đấy cũng tương tự như vậy. List product thì ở trên này thầy đặt tên là à chưa có truy vấn product à đây này, cái này. Cái này thì thầy để giới nha, thường thường hay 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 để giới thì thầy cứ để giới luôn để cho nó dễ nhìn à. Cái này là xử lý thôi, còn cái này là truy vấn này. Đó. Như vậy giờ list product thì đây các bạn nhìn list product thì list product product list ha. Như vậy đấy ta cũng đổi lại chữ product list cho nó dễ. Product gì? List ha. Đó. Đấy. Thì để cho nó khớp thôi. À, khỏi bị sửa mất rất thời gian. Đây. Đây product list đây. Và đây product chạy. Như vậy ở đây là sản phẩm. Chi tiết sản phẩm tương tự như vậy thôi. Đó. À, và đây phân trang thì phân trang này là phân trang của cái thương hiệu. Như vậy ở đây là brand ha. Brand và đây là két. Đó. Như vậy chú ý Salute ở trên lấy salute rồi. Như vậy trở lại thử này. Trở lại thử này. À, có vẻ khi biết làm rồi có vẻ không khó nhỉ, đúng không? Không khó. Thì giờ thứ nhất là rao két ở đây thì nó không hiểu này. Rao két không hiểu. Còn brand hình như con lấy nhiều quá rồi. Đấy. Thương hiệu. À. Như vậy giờ ta xử lý cái vụ này trước này. Xử lý cái này này. Như vậy ở đây các bạn để ý khi các bạn lấy cái này ra thì ta có được cái rao brand này này. Rao brand này này. Thì ở đây ta sẽ in cái tên thương hiệu vào đây. Như vậy đây là gì, ta in tên thương hiệu vào chỗ này. Đó. Các bạn có ghi chữ thể là thương hiệu ha. Đó. Kích ra ở đây các bạn đổi tên thương hiệu vào đây. Đó. Như vậy ta xử lý được cái tình huống thứ nhất cái này. Rồi ok. Rồi từ từ xử lý lồi từng lồi sau thương hiệu Hàn Quốc ha. 1 2 3 nha. Có vẻ không phân trang này, nhìn ha. Các bạn thấy không phân trang ha. À, mà không phân trang thì các bạn coi lại cái hàm phân trang ở đây. Thì khi mà phân trang đây này, các bạn có thêm cái nút này này. Đấy, chú ý à, hình như là cái này nó bị để trước, hai cái này để sau này. Chú ý để như vậy. Thì các bạn copy cái này sang nè. Đây, này. Đó. Đó, cái này trước, hai cái này để sau. Như vậy là ok. Nha. Như vậy do đường code của chúng ta không có cái đó thì nó không gì, không xử lý được này. Đấy, và có phân trang đây. À, kiểm tra xem đường link đúng chưa? Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc nha, đúng không? Đấy, Hàn Quốc này. À, chú ý mấy cái thương hiệu Việt Nam này không có dữ liệu, không có dữ liệu nhá. Không có dữ liệu, có một số cái không có dữ liệu ha. Đấy. Được chưa? Đó, cái Hàn Quốc này thì có nhiều dữ liệu đó. Thì đây là sản phẩm đó, của theo thương hiệu ok. Thì vấn đề tiếp theo đây là gì? Vấn đề là ta đã làm xong những cái mục là như kiểu là tất trân chủ này, à, sản phẩm theo loài này, sản phẩm này. À, sản phẩm theo loài này được chưa? À, cái này cũng có luôn thì các bạn để ý cái tất cả sản phẩm mà nó có cái đó thì các bạn copy cái này này, hai cái này, này. À, nó cũng tương tự vậy thôi, các bạn để trong product cần ném thay thế cái này cho thầy. Đấy, chú ý như vậy ha, để cho nó đẹp, cho nó nhìn này, nó đẹp này. À, tất cả sản phẩm này, tất cả sản phẩm này, ok, tất cả sản phẩm theo loài này, sản phẩm theo thương hiệu này. Rồi ok, trân chủ này, trân chủ thì chú ý khi ta kích vào logo thì nó ra trân chủ. Như vậy ở đây các bạn kích vào logo, logo là ở trong header. Header các bạn mở header lên. Thì để làm cho nó thuận tiện thì cái này này, các bạn để cho thầy cái index là được rồi. Index nha, chấm .php, đấy, đổi như này. Đó, trở lại này. Mỗi lần các bạn đang đứng ở đâu đó mà các bạn muốn về trân chủ nó nhanh nhanh thì các bạn chỉ cần là gì? Ấn vào home này, nó về trân chủ. Đấy, trân chủ này. Rồi là liên quan đến sản phẩm này. Rồi thứ hai là sản phẩm theo gì? Theo loài này. Sản phẩm theo loài này. Rồi tất cả sản phẩm này. Tất cả sản phẩm này. À, sản phẩm theo thương gì?
thương hiệu này, được chưa? Giờ có người hỏi là thấy tất cả sản phẩm của thương hiệu thì các bạn có thể làm cái này, cái này thì nếu như làm thì các bạn copy đúng cái này này, copy cái thương hiệu này cho thầy, copy thương hiệu à. Và tất nhiên thì ta phải đổi cái này thành gì? Rồi. Đó. Rồi. Đấy. Thì đây là thương hiệu thôi. Như vậy chạy lên thì nó đi này, chạy lên nó lồi ha, chứ không phải ông lồi đâu. Lồi là gì? Không có két. Đây này đâu có két đâu. Thương hiệu này có két này. Con nhìn thấy có két này, còn cái này không có két. À, như vậy cái này không có két thì ở đây ta sẽ gì? Xử lý lại một chút xíu nha. Lại này thì vẫn có thương hiệu này. Thương hiệu. À, như vậy cái này thương hiệu thì không cần ha. Nhưng mà giờ cút cái bỏ này thôi này. Bỏ này không có. Không có thì các bạn chú ý cái dòng thương hiệu này không cần, thương hiệu này không cần thì hai cái này cũng không cần luôn. Được chưa? Mà cái này đâu có đâu. À, như vậy thì ở đây là phân trang ở đây thì chú ý là ta vẫn có 12 mẫu tin offset bay và ở đây where. Where do thằng này không có thì điều kiện của chúng ta chỉ có một cái thôi, một cái các bạn bỏ một cái thôi. À, đơn giản như vậy thôi. Đó. Đấy, một cái. Như vậy tương tự như vậy thằng này cũng một cái thôi. Đâu có hai điều kiện đâu ha. Như vậy đây là một cái như vậy đây chỉ tương tự như vậy và các bạn chạy lại xong. À, như vậy là chỉ khác nhau mỗi cái câu lệnh truy vấn thôi. À, giờ tên thương hiệu nó không có này. Đấy, tên thương hiệu không có này. Đấy, thương hiệu không có thì ở đây ta sửa lại cái tên tỉnh thôi, tên là tất cả gì? Tất cả thương hiệu. Đấy, sản phẩm của tất cả thương hiệu. Ok. Như vậy các bạn chạy lên này. Đó. Đấy, ok. Đấy, ok xuống như này salute đúng có luôn như vậy, sửa salute. Sửa từ từ salute đây này không có salute như vậy đây làm gì có salute. Như vậy cái này chỉ để ở chỗ này là dừng. À, không có thương hiệu gì hết này. Giờ ta trở lại này. Trở lại, ok, mình trở lại. Đâm hết cái này. Lỗi à. Cái lỗi đâu các bạn đọc ở đó, đó là mà xem thôi ha. À, và giờ cái vấn đề tạm thời cái video này nó hơi nhiều rồi thì dừng ở đây. Thì tiếp theo thầy sẽ gì? Thầy sẽ làm cái chi tiết sản phẩm nhé.